Em xin kính chào tất cả các bác nha. Hôm nay Vườn Lan Hà Nội có rất là nhiều mặt hàng đẹp. Hôm nay bên em có về đùi gà hoa trắng này, Koki này, cửu bảo tiên này, địa lan, kèn tím, hoàng nhạn Gia Lai, hoàng nhạn 4N và đai châu các bác nhé. Thì các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299 ạ. Thì đầu video thì em sẽ lên những cái mã hoàng nhạn Gia Lai các bác nhé. Hàng sưu tầm của dân, rất là đẹp luôn ạ. Cây lá xếp đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Hàng chuẩn rừng Gia Lai các bác nhé. Hàng này thì các bác có thể xổ số ra cho mình được những cái cây tháng 4 và những cái cây tháng 8. Thì hàng này thì em bán giá thì cũng chỉ là giá tháng 4 thôi các bác nhé. Nhưng các bác có thể xổ số tháng 4, tháng 8 được luôn ạ. Như cái chậu này này, các bác thấy chưa? Có cái cuống hoa cũ thì rất là héo, nhưng mà có những cuống hoa mới thì có những cuống hoa thì rất là tươi, các bác thấy chưa? Đấy, rất là ok luôn nhá. Thì em sẽ lên những cái mã để các bác có thể sưu tầm. Cây rất là khỏe thuần vườn rồi các bác nhá. Mã này đầu tiên là một chậu rất là to và lá xếp ba ơi. Đấy, thì mã này sẽ là mã K8 các bác nhá. K8 em chia sẻ với giá là 900.000, 900.000 cho chậu K8 này. Cây rất là đẹp to, có một cái cây này ngọn còn xoay này. Có một ngọn này xoay các bác nhá, rất là đẹp luôn. K8 với giá là 900.000. Tiếp đến thì em có một cái mã này là mã số K9. K9 thì thực ra là cây rất là xếp, rất là đẹp. Nhưng mà K9 có một cái cây này này, có một cái cây em đang buộc cái dây đỏ này này. Đấy, cái này do cái quá trình vận chuyển nó đã bị sứt mất cái gốc, sứt một lửa cái gốc rồi. Đấy, thì cây đấy thì em không tính các bác nhá, em chỉ tính hai cây bên này thôi. Cây đấy thì em nghĩ khả năng trồng là nó vẫn sống, có điều là mình phải cố định bằng cái que hoặc bằng cái dây để cho cây nó khỏi đổ. Mã này thì em thanh lý là 450.000 các bác nhá. K9 với giá là 450.000. Toàn cây lá rất là xếp và rất là đẹp. Đấy các bác nhá. Nó có một cây hơi lỗi thì em cũng báo với các bác rồi đấy ạ. Tiếp đến là mã K7. Mã này thì cây rất là đẹp, cây đẻ con này các bác thấy chưa? Có hai cây đẻ con nhé, mã K7 này có hai cây mẹ con, một cây này đẻ con và một cây bên này cũng đẻ con luôn. Cây rất là đẹp và to, lá xếp. Mã K7 này em chia sẻ với giá là 800.000. Tính ra là 3 ngọn nhưng mà tính theo đầu ngọn thì phải là 5 ngọn cơ. Cây đẻ con luôn, rất là đẹp luôn, cây rất là khỏe các bác nhé. Đấy, các bác nào lấy chậu này về chơi này, rất là đẹp luôn. Em lên một mã tiếp theo là mã K6. K6 với giá là 500.000 các bác nhé. 500.000 cho mã K6, rất là đẹp luôn. Cây này về các bác về trồng cho em thì sang năm sau sẽ rất là nhiều hoa. Cây khỏe rồi ạ. Đây các bác thấy chưa? Cây rất là khỏe và rất là đẹp nhé. Tiếp đến một mã là mã K5. K5 thì mã này em chia sẻ với giá là 550 các bác nhé. Cây này thì cũng có cây đẻ con rồi này, cũng có cây này đẻ con rồi, rất là đẹp luôn. Mã K5 về giá là 550.000. Và tiếp đến là mã K6, K4. K4 với giá là 350.000 các bác nhé. K4 350.000. Cây đẻ con rồi, rất là đẹp luôn. Tiếp đến là mã K3. K3 em chia sẻ với giá là 350 các bác nhé. 350. Cây có một cái sẹo góc lá bên kia. Đấy, còn đâu là lá rất là xếp, rất là ok. 350 cho mã K3. Tiếp đến thì em có mã K2. K2 em chia sẻ với giá là 700.000 các bác nhé. K2 thì cây rất là đẹp và to. Này, đấy, cây to và đẹp nhé. Có một cây dáng thác đổ rất là xinh. Nói chung là mã này không có lỗi gì hết luôn. Bác nào lấy mã K7 này đẹp này, K2 này 700.000 đẹp này. Tiếp đến là mã K1. K1 em chia sẻ về giá là 500.000 các bác nhé. 500k cho mã K1. Cây rất là khỏe và rất là đẹp. Các bác nhìn rễ này, rễ đang lên rất là khỏe nhé. Nhạn này thì lớn rất là nhanh. Bác này cũng chơi lan được cả chục năm rồi. Những cái cây nhạn này cũng đã được trồng rất là lâu rồi các bác nhé. Tiếp đến là mã K11. K11 này thì có một cây này cuống xanh này. Đấy, và bên này thì có một cây này nó đang mất ngọn nhưng nó đẻ hai ngọn rồi các bác nhé. Nó đã mất ngọn từ lâu và nó đang đẻ hai ngọn mới rồi. Mã này em chia sẻ với giá là 450 cho mã K11 các bác nhé. K11 450. Hàng sưu tầm thôi, em cũng chỉ có từng này thôi là hết rồi các bác ạ. Lên một mã tiếp theo là mã K10. K10 em chia sẻ với giá là 600.000 các bác nhé. K10 này, cây rất là to và rất là đẹp luôn. Đấy, có một cây bên này thì nó ngọn là phân nhánh này. Và cây này thì nó có cuống rất là hoa, rất là xanh. Cái này sạch được các bác nhé. Đây này. Đấy, do người ta là nhà vườn, kiểu bác ý trồng, bác ý tưới bằng nước
nước ao, nên là nó hơi bẩn một chút, về các bác tưới lại là nó sẽ sạch nhá, lau là sạch đấy, nên là không có vấn đề gì cả. Mình tưới vài bữa là lá nó sẽ căng trở lại. Tiếp đến thì em có hoàng thảo kèn, hàng Lai Châu gieo hạt rất là đẹp luôn. Cây này thì hôm qua rất là nhiều bác ủng hộ cho em, thì em chia sẻ với giá là 120.000 cho một chậu quá nhá. Mua 3 chậu thì sẽ bao ship hoàng thảo kèn các bác nhá. Đây ạ, đây, cây rất là đẹp. Trồng thì sang năm sau sẽ có hoa, hoa của nó sẽ nở sau Tết khoảng độ tầm là 2 tháng các bác nhá. Đấy, cây rất là xinh và đẹp. 120.000 cho một chậu và bác nào mua 3 chậu thì sẽ bao ship các bác nhá. 120k cho một chậu hoàng thảo kèn. Hoa tím lịm hàng rừng Lai Châu gieo hạt ạ. Tiếp đến thì em sẽ lên cho các bác xem một chậu chồn. Chồn lá xếp, bản lá rất là to và đẹp các bác nhá. Chậu chồn này em chia sẻ với giá là 250. Lá to như là Đai Châu luôn ạ. Đấy, bác nào lấy chồn tím nhá. Chồn tím là 250.000. Đấy, 250.000 cho cái chậu chồn tím này các bác nhá. Rất là đẹp luôn, cây rất là khỏe. Tiếp đến thì em có kiều trắng. Kiều trắng thì nó là cái cây kiều trắng đột biến các bác nhá. Em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây kiều. Kiều hoa của nó sẽ có màu trắng cánh mai rất là đẹp luôn ạ. Đấy, các bác có thể sưu tầm. Những cái chậu như thế này thì em chia sẻ với giá là 350 các bác nhé. 350 một chậu thuần rồi. Các bác mua về chỉ cần treo lên và chơi thôi. Đấy, dễ riếc là ngon lành hết rồi, các bác thấy chưa? Nó bám hết rồi nhá. 350 cho một chậu. Còn bác nào lấy chậu này thì 250 một chậu, các bác về các bác sẽ đổi chậu cho em trồng sang chậu to hơn các bác nhé. Tiếp đến thì em có địa lan. Địa lan này là địa lan ngọc trai vàng các bác nhé. Ngọc trai vàng em chia sẻ 180.000 cho một chậu. Mua 3 chậu thì bao ship các bác nhé. Ngọc trai vàng cây đang có nụ, cây rất là đẹp luôn này. Đấy, 180.000 cho một chậu ngọc trai vàng. Bác nào mua trước sẽ chọn những chậu đẹp để gửi các bác nhé. Đấy, ngọc trai vàng là 180.000 cho một chậu. Hoa nở Tết, hoa rất là thơm và đẹp. Tiếp đến em có Korakoki. Korakoki dòng giống xưa, hoa của nó rất là đậm màu và rất là thơm các bác nhé. Lá mít xếp đẹp, bản lá to. Thì Korakoki thì em chia sẻ là 550 cho một chậu. Đấy, bác nào lấy chậu này thì chốt chậu số 1 này. Đấy, còn chậu này thì là chậu số 2. Dòng giống xưa các bác nhá, cây thuần rồi. Hoa rất là thơm. Cái dòng này hoa thơm kinh khủng luôn ạ. Và hoa rất là đậm màu. Đấy, 550 cho một chậu. Còn chậu này là chậu Korakoki 3 cây. Chậu này thì em chia sẻ với giá là 500.000 cho một chậu các bác nhá. Đây, ở đây em vẫn còn này. Đấy, 500.000 cho một chậu Korakoki. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác có thể sưu tầm. Tiếp đến thì em có đùi gà hoa trắng. Đùi gà hoa trắng thì chậu này có giá là 580.000. Nếu các bác 550 đi, 550 cho chậu này. Đấy, còn chậu này có giá là 500.000. Đấy, 500k cho chậu này. Còn chậu này là 550 các bác nhá. Gà trắng hoa lở Tết các bác nhá. Hoa trắng tinh luôn, rất là thơm và rất là đẹp luôn ạ. Hàng này là hàng rừng Lai Châu các bác nhá, hàng đột biến ạ. Bảo hành hoa cho các bác cây thuần vườn tại Hà Nội rồi. Hôm nay em có cửu bỏ tiên nhé cả nhà. Cửu bỏ tiên cây to và đẹp luôn. 450 cho một cây cửu bỏ tiên cỡ to đẹp các bác nhé. 450 cho một cây. Đấy, các bác có thể lấy để sưu tầm. Cửu bỏ tiên bản lá xếp mít, 450.000 cho một cây. Đấy, cây rất là to. Cây to các bác nhé, cây to lắm. Đấy, 450 một cây. Cửu bỏ tiên hoa rất là thơm và hoa nó nở tháng 8. Tiếp đến thì em có cái lô Đai Châu lá mít. Đai Châu lá mít thì có màu hồng cánh sen, màu đỏ đốm bò sữa và màu đỏ xác pháo các bác nhé. 450 cho một chậu, 2 cây các bác nhé. 450.000 cho một chậu Đai Châu lá mít có 2 cây rất là đẹp luôn ạ. Các bác có thể sưu tầm để Tết này có những cái giò cây đẹp để chơi Tết luôn các bác nhé. Rất là đẹp luôn, lá của nó thì toàn bộ đều là lá mít hết. Cây này về các bác chơi là em đảm bảo với các bác lên lũa là cực kỳ đẹp luôn ạ. Hoặc là mình vào chậu rất là đẹp. Tiếp đến là Đai Châu. Đai Châu lá chỉ thiên, lá kiếm. Cây rất là to và rất là đẹp. Em chia sẻ với giá là 350 cho một cây. Dạ, cây như này là 350 cho một cây các bác nhá. Cây đẹp lắm. Và chả biết rơi kiểu gì nữa, phải có người cầm cơ. Phiên sau em sẽ để chồng em cầm lên các bác sẽ ngắm được. Cây rất là to các bác nhá, 350 cho một cây. Tiếp đến thì em sẽ lên cho các bác những cái cây hoàng nhạn 4N rất là đẹp luôn này. Hoàng nhạn 4N lá mít, mã số đầu tiên là mã D6. D6 350.000 rất là đẹp luôn. Tiếp đến là mã D7 với giá là 270.000. Đấy, hoa nhạn 4N lá xếp các bác nhá, rất là đẹp luôn. Lá xếp mít D4 cây mẹ con với giá là 350.000. Tiếp theo là D3 với giá là 350.000 luôn các bác nhá. Cây rất là đẹp. D8 với giá là 270.000 này. Con này, này đẹp chưa?
Đấy, tiếp theo là D2 với giá là 350.000. D1 với giá là 250.000 các bác nhé. Tiếp theo em có mã K1 với giá là 350.000, rất là đẹp luôn, rất là mít. Đấy, và mã K2 lại đẹp này, 300.000, cây to và đẹp luôn. Các bác mua về chỉ cần treo lên chơi thôi. Đấy, mã K3 là 280.000 các bác nhé. K4 là 280.000 luôn, hoàng nhạn 4N. Cây này thì hoa của nó đẹp hơn hoàng nhạn rừng rất là nhiều. Hoa của nó có màu vàng và lưỡi màu tím đỏ, nhưng mà bông nó đậm màu và thơm. Nói chung là bông hoa nó đẹp hơn cây nhạn rừng rất là nhiều các bác ạ. Đấy, thì các bác là sưu tầm thì cứ ới em nhé. Em có một giò 5 cái trắng HO, giò mẹ cực kỳ to, một giò nái cực kỳ to luôn này. Đấy, bác nào lấy giò này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu cho cái giò siêu to khổng lồ này. Em sẽ quay cho các bác nhìn này. Đấy, giò mẹ các bác nhé, rất là đẹp luôn. 1,5 triệu cho giò này, đẹp cực kỳ luôn, thì các bác có thể sưu tầm. Các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988553232 hoặc số điện thoại là 0932292299. Em cảm ơn các bác rất là nhiều và xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những cái phiên bán hàng tiếp theo ạ.